Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan cái phần bên trong của chánh điện của Tây An Cổ Tự. Mời quý vị cùng đi theo mình nhé. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái ngôi chùa rất là cổ kính, nằm ở cái triền núi Sam của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thì với cái tên gọi là chùa Tây An Cổ Tự, thì chúng ta cũng thấy được cái vẻ trang nghiêm cũng như là cổ kính của ngôi chùa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham quan cái phần bên trong của ngôi chùa. Phía bên trái của ngôi chùa đó là thờ các cái vị như là Ngọc Hoàng đó. Đó, Ngọc Hoàng nè, rồi Thập Điện Minh Vương đó. Đây là tới cái giờ cúng của chùa đó, thì sẵn dịp mình cũng ghi hình cái hoạt động của chùa cũng như quý thầy quý cô đang làm lễ để cúng. Khung cảnh rất là trang nghiêm thưa quý vị. Thập Bát La Hán rất là trang nghiêm thưa quý vị. Những cái tượng của ngài rất là chi tiết và tinh xảo. Chúng ta có thể thấy được cái khung cảnh ở bên trên cái nóc của ngôi chùa đã nhóm những cái màu nhang khói, chứng tỏ là khách hành hương cũng như là trải qua cái thời gian rất là lâu để mà có được cái ngôi chùa này. Thì quý vị có thể thấy được cái nét cổ kính của ngôi chùa. Ở đây là tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thần cai quản ở phương Đông. Đó, khung cảnh
cái ngôi chánh điện rất là trang nghiêm và hùng vĩ. Bên trên thì có tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và bên dưới thì cũng có tượng của Ngài đản sanh và nhập diệt. Khung cảnh ngôi chùa rất trang nghiêm. Những cái màu, nhóm màu của khói ở trên cái nóc chùa, thú vị. Đó thì hàng ngày cũng có quý cô đến để mà lễ bái hoặc là cúng kiến. Đến cái giờ thank you.
cái thời điểm mà quý thầy đang đúng cái giờ, đúng vào cái thời kinh buổi chiều, cho nên là chúng tôi phải ngừng cái dẫn lời chương trình để mà dừng lại cái tiếng kinh cũng như là cái tiếng mỏ của quý thầy. Đó thì bây giờ chúng tôi xin phép các bạn để mà đi xem tiếp theo những cái lọt ký sự của chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn vui lòng subscribe, đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và comment để giúp mình làm tốt hơn những cái video clip sau. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.